số điểm này mẹ ơi. Lại buộc phụ hà chúng ta phải dỡ một thứ nhất mất rồi. Tôi rất là tiếc chia tay phụ hà thi này. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy rằng chị đã mang đến cho chương trình quan thử thách ngày hôm nay một không khí rất là sôi nổi và một phần thi rất là ấn tượng, đúng không ạ? Tôi cảm ơn tất cả mọi quý vị khán giả và anh Quang Minh đây đã giúp cổ vũ tôi rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Dù ra về thôi, sớm một chút là chúc hai người còn lại sẽ thi thật tốt ạ. Vâng, xin cảm ơn chương trình thi đấu. Còn thi đấu hôm nay, chương trình thi đấu rất là đẹp của chị Hà. Và sau đây xin mời chị Hà nhận quà.